Bang, đây là khẩu siêu súng rồng của chúng tôi. Bang 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 bang. Khẩu súng được dát vàng với hình một con thần rồng, một con rồng cuộn quanh khẩu súng. Trời, các bạn con thấy nhìn này, nhìn cái dây. con thấy cái này hình hình dáng đầu tiên của hắn này. Được rồi, để nhìn cái. Đây là hình dáng đầu tiên của nó nha mọi người. Đây là hình dạng đầu tiên khi chưa có rồng vàng quấn quanh. Nó đây hình dáng đầu tiên nha. Hình dạng đầu tiên đây. Khẩu Đây là các phụ kiện kèm theo nha này. các bạn. Còn đây là Các phụ kiện kèm theo nha. các phụ kiện kèm theo. Để lắp À, ống cho khẩu nhòm. súng này này. Xem nào. Để lắp cho khẩu súng rồng xanh. À, À, để gắp rồng cho khẩu súng rồng vàng. Đây là khẩu súng thần. rất đẹp Bây nha mọi giờ người. Bảo Long sẽ dùng để lắp thêm một khẩu ống ngắm vào đây cho khẩu súng này đi. À, khoe khẩu anh gió đây, khoe khẩu anh gió. Trong khi Bảo Long chờ Bảo Long lắp thêm phụ kiện, chúng ta sẽ xem một khẩu súng mới của Nhật Sang Vlog và Bảo Long. Đây là khẩu Lego Nhật Sang tự chế nha mọi người. Hãy xem khẩu này đi. Wow, đẹp chưa? Siêu đẹp. Bành 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 bành. Sắc nét đến từng chi tiết. Đây là hình dạng thứ nhất của khẩu này. Khẩu này mà bắn thì đúng là. Ở đây là hình dạng thứ nhất. À, hình dạng thứ nhất của khẩu đây à? Đẹp chưa? Tất cả đều bằng kim loại nhá. Cái này có thể mở băng đạn ra được luôn. Đâu, thử mở băng đạn ra xem nào. Đấy, lắp băng đạn vào. Đấy. Tất cả đều có thể mở tháo cái băng đạn để bắn hết Có thứ con cái theo này nhá. khó không con thấy cái này khó không mở được nha. Đây là loại xịn có thể mở được băng đạn đấy. Nhìn này. Bạn xem gần nó này. Xịn sò từng chi tiết này. Đấy. Đây là sau khi Đâu? mình lắp phụ kiện vào nha các bạn. Đúng rồi, đấy. Khẩu súng vòng vàng sau khi lắp thêm Phụ phụ kiện. kiện ống ngắm, tay cầm phụ. Loại này mà bắn thì đúng là Chắc là đau nha các bạn. bắn chó chó chết. Bắn địch thì đừng hỏi đây, ngắm qua. Băng 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 Bây băng băng giờ băng. mình sẽ thay ống ngắm cho khẩu này nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xếp vào, Không đây đã. là liệt kê những khẩu súng, siêu khẩu súng của Nhật Sang Vlog đang có. Khẩu này bắn, à, và thêm khẩu này hơi ảo nữa, khẩu xếp Khẩu bằng Lego. này xếp bằng Nhật Lego rất là đẹp Sang luôn. xếp bằng Lego. Đây, mình review các khẩu súng của Nhật Sang cho các bạn. Đấy, từ loại siêu xịn, sắt, thép, vàng, kim cương và bằng Lego có hết. Những ống ngắm này, những loại ống ngắm xa, ống ngắm gần này. Còn một khẩu nữa đó chính là khẩu mini của Nhật Sang nha mọi người. Cái đấy À, là lắp thêm cái kim đàn bốn lên. Không cần, không cần. không gần, khẩu mini này cũng rất là hay, bắn tỉa, Đây dành là cho một lính bắn tỉa. Nó rất là bé so với khẩu vàng nhưng mà cũng rất hay nhá, bắn tỉa cực kỳ hiểm hóc. Khẩu vàng là bắn voi, bắn máy bay, khẩu bắn tỉa này bắn lính thôi. Đây là cái để lắp máy Đây phụ kiện là vào thiết nha các bị bạn. để lắp phụ kiện nhé các bạn. Wow. Vẫn đang còn lấy một khẩu nữa. Các bạn chờ một phút. Nhật Sang còn khẩu nào nữa không? Đấy, đường ngắm như thế này. Băng 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 băng. Đấy, nhìn cái dây rồng này. Đấy, dây treo đầu rồng. Băng 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 Nhật Sang đang băng 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 lấy băng đạn cho cái khẩu mini hồi nãy nha các bạn. băng 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 băng
Ok, hôm nay là buổi review những khẩu súng của Nhật Sang và Bảo Long mà chúng tôi đang rất thích. À, cái khẩu này đã xong băng đạn chưa? Ui rồi, có cả băng đạn này. Loại này mà bắn thì xối xả. Rất là đẹp. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau nhé. Đây, Đây, băng sau đạn nó khi đây. lắp băng đạn rất là đẹp nhau. Ui xôi, băng băng. Ôi, đạn được rồi. Chào các bạn.